đường MotoGP, Moto2 tin tưởng về chất lượng được chứng kiến một phiên bản gần đây nhất với những chi tiết máy như của mình là và quý vị thân mến thì gặp được may mắn của chúng ta. Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời tất cả hãy cùng nhau hấp dẫn trong phần trăm chúng ta sẽ nhận phần quà nhé. Nếu như chúng ta phóng video ngay ô vị trí nào thì quà tặng ở đó chúng ta sẽ được nhận, và đặc biệt chúng ta sẽ nhận được cho mình đó là một dòng nước của bát tổng hợp Puma Racing ạ. Xin mời anh. Hôm nay xin mời anh ạ. Sao quá không? Đây, đây xin mời anh ạ. Có bằng cây đen không? Wow, rất tuyệt vời. Xin chúc mừng anh đã nhận được cho mình một chiếc đen và xe ben trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được phép mời người tiếp theo ạ. Xin mời anh ạ. Đây, đây. Wow, một chiếc đen và xe ben ạ. Xin được phép chúc mừng anh. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta dành 2 phút đến ngay khu vực trang hàng của Hồng Lai Racing và xe ben của chúng tôi để tham gia vào những hoạt động ngày hôm nay và nhận về cho mình những phần quà hấp dẫn và giá trị. Và xin được phép mời những khách tiếp theo. Sáng ngày hôm nay để chúng ta nhận về một quà hấp dẫn nha. Dạ đúng rồi. Wow, một chiếc tem của chiếc tem Uma Racing, xin phép chúc mừng anh. Người tiếp theo ạ. Một chiếc tem của RCB, xin được phép chúc mừng. Xe có một đứng ngày không? Chúc đâu. Phía bên trái để chúng ta nhận phần quà đến từ ban tổ chức ạ. Xin được phép mời người tiếp theo ạ. Dạ. Và quý vị thân mến, và quý vị tham gia liên hệ này của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Và như vậy xin mời tất cả quý vị chúng ta dành cái phút đến tham gia một sự kiện đặc biệt sáng ngày hôm nay để nhận về cho mình những phần quà hấp dẫn cho các chị. Wow, một chiếc đen đến từ cái kẹo cây tê. Xin được phép chúc mừng anh. Rồi, xin được phép mời anh ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Tiếp theo ạ. Wow. Và người đầu tiên chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay đã phóng chú Hồng Tâm nhận việc cho mình một chai dầu nhớt bán tổ hợp Puma Racing. Và xin mời anh nắng lại sân khấu chụp tấm ảnh lưu niệm lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Xin mời anh ạ. Một chiếc tem của RCB, một chiếc tem của KIT, xin được phép chúc mừng. Một chiếc tem của KIT ạ. Xin mời các anh chúng ta cùng nhau nhận một phần quà và chụp ảnh. Người tiếp theo ạ. Và tất cả các anh chị thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay chương trình tại GCB của tôi là hoàn toàn miễn phí. Vì vậy xin mời tất cả các anh chị hay đê ạ. Xin được phép mời chị ạ. Đây, mới lên chị nha. Xin cảm ơn chị đã đến tham dự sự kiện đặc biệt sáng ngày hôm nay. Wow, một chiếc tem đến từ cửa hiệu KIT. Xin được phép mời anh nhận một quà đến từ ban tổ chức. Wow, một chiếc áo đến từ cửa hiệu của chúng tôi ạ. Một phần quà rất dễ xin mời chị làm thủ tục nhận quà. Một chiếc áo đến từ wow, một phần quà hấp dẫn sáng ngày hôm nay. Chị áo luôn. Rồi, xin cảm ơn anh. Không lại đi. Một chiếc tem Puma, xin được phép chúc mừng. Không bị teo về rung tay dưới ta. Vâng, xin cảm ơn. Một chiếc áo hả? Một chiếc áo, xin được phép chúc mừng. Và tất cả các anh chị các mến, chương trình tôi là hoàn toàn miễn phí. Vì vậy xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy dành thời gian đến tham dự hoạt động này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những phần quà hấp dẫn. Rồi, chém nữa. Một chiếc tem. KIT xin được phép chúc mừng. Wow, một chiếc tem đến từ thương hiệu Mama Racing. Xin được phép mời anh chị chúng ta bước ra trái là thủ tục nhận quà và chụp ảnh lưu niệm lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời sáng ngày này cùng với chúng tôi. Wow, một chiếc tem đến từ thương hiệu KIT. Wow, một chiếc tem đến thương hiệu KIT. Mến chương trình đại trang hoàng của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Vì vậy xin mời tất cả các anh chị hãy để cho mình những câu hỏi vô cùng hấp dẫn kìa các chị. Vâng, xin cảm ơn người tiếp theo ạ. Chúng ta đang nhận được cho mình một chiếc áo thun quá tuyệt vời, xin được phép chúc mừng. Xin mời anh làm thủ tục nhận quà và chụp ảnh lưu niệm cùng với chương trình. Wow, một chiếc tem RGB, xin được phép chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn người tiếp theo ạ. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Người tiếp theo, vâng, xin cảm ơn. Wow, tem, và chúng ta làm tiếp tục một phần quà. Tem RGB trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng. Áo bạc gì vậy? Đó là một chiếc tem RGB xin được phép chúc mừng. Vâng, và tất cả các anh chị mình muốn là sự kiện đặc biệt của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mỗi một vị khách hàng chúng ta sẽ được một lần tham dự để nhận về những chuyện đến tham dự chương trình. Và lẫn như anh chị mình chúng ta đã có quà rồi thì chúng ta có thể ở lại và trải nghiệm những hoạt động khác hay chụp ảnh trước ở lại khu vực của RGB của chúng tôi. Và chúng ta cùng chim. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và một chiếc tem của thương hiệu Oman Racing. Và một chiếc tem đến từ thương hiệu KIT xin được phép chúc mừng anh. Rồi, cảm ơn anh đã đến tham dự sự kiện cà phê cho buổi sáng ngày hôm nay. Đây, mời bạn nhỏ nào, cố gắng lên bạn nha. Vâng, cảm ơn bạn. Mời người tiếp theo. Và một chiếc tem đến từ thương hiệu KIT xin được phép chúc mừng anh. Dạ, ở bên trái mình là thủ tục nhận quà anh nhé. Dạ, đúng rồi ạ. Mình bấm trúng trên ô video đó là ở ô nào chúng ta sẽ nhận quà ô đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin được phép mời người tiếp theo. Cảm ơn anh. Tiếp theo. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Và ban tổ chức cũng có một yêu cầu nho nhỏ là mỗi một vị khách hàng chúng ta sẽ một lần có cơ hội một lần tham dự vào chương trình của chúng tôi và nhận về một phần quà hấp dẫn. Và nếu lỡ như những anh chị nào chúng ta có nhận được quà rồi thì năm giờ cũng có thể quay trở lại khu vực gian hàng để chúng ta cùng nhau chụp ảnh check in lưu giữ được khoảnh khắc tuyệt vời này và chúng ta trải nghiệm những hoạt động khác tại gian hàng của RGB hoặc Uma Racing và KIT của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Wow, và anh đã nhận được một vài lớn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay đó là một chai nhớt bán toàn hộp của Uma Racing. Xin được phép chúc mừng.
Ui.